Có bao giờ em cảm thấy thiếu an toàn khi bên anh chưa? Em chọn kỹ năng hay là kích thước? Anh phải hiểu cho cảm xúc của em nữa chứ. Rồi ai hiểu cho cảm xúc của anh? Em mới ngủ với anh mới chứng minh được là em yêu anh. Em cần một người đàn ông làm bạn trai của em, chứ em không cần một thằng con trai tập làm đàn ông.